Đến chiều ngày 21 tháng 7 năm 2014, bà Đinh Thị Xiêm, 60 tuổi ở xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, là một trong hai bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi do ăn cà độc dược, đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, bà Xiêm và 5 người hàng xóm đã hái cây cà độc dược trong vườn về nấu ăn. Khi ăn xong, cả 6 người có triệu chứng nôn ói, da đỏ bừng và có dấu hiệu rối loạn thần kinh, mất nhận biết. Thấy cái cà độc dược đó rồi bà hái rồi nấu, cả nhà đó cũng ăn, nên bà cũng ăn xong rồi mấy người kia cũng bị ra ngộ độc. Bác sĩ Lê Quang Quỳnh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cà độc dược là một vị thuốc nam. Chất atropin có trong cà độc dược có tác dụng điều trị các bệnh như hen phế quản, viêm loét dạ dày. Bởi chất này có khả năng giãn cơ trơn, giảm đau thắt dạ dày. Tuy nhiên, liều lượng sử dụng phải được chỉ định đúng theo quy định. Theo đó, đối với trẻ em, chỉ được dùng không quá 4 gram và người lớn là 12 gram. Nếu sử dụng quá liều lượng cho phép, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Khi mà ngộ độc nó, thì nó làm cho cái giãn mạch ngoại biên lên, là da nó đỏ toàn thân, nhịp tim thì nó tan lên, tan vọt lên, đó là ngộ độc về cái da niêm mạc. Còn cái biểu hiện của thần kinh đó là nguy hiểm hơn, có thể nhìn người thân nó là không nhận ra người thân, gọi là bị ảo giác. Cũng theo bác sĩ Lê Quang Quỳnh, cà độc dược là vị thuốc nên muốn dùng cần phải có hướng dẫn của bác sĩ. Tốt nhất, người dân không nên tự ý sử dụng loại cây này làm thức ăn hay điều trị bệnh khi không có sự chỉ định của thầy thuốc.